Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series API và Postman cho tester của mình. Thì hai buổi trước chúng ta đã đi qua hai bài, đó là khái niệm về API cũng như là một bài rất quan trọng, đó là cấu trúc của cái RESTful API. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài thứ ba, là một cái bài cũng rất là đơn giản, đó là định dạng về dữ liệu dạng JSON và dạng XML. Thì như hôm trước mình nói, RESTful API nó là một cái chuẩn API mà nó rất là phổ biến và rộng rãi hiện nay. Thì tester chúng ta đi làm thì sẽ thường là sẽ phải làm việc với RESTful API. Và RESTful API, cái dữ liệu của nó là dạng JSON, cho nên chúng ta cần phải nắm được là cấu trúc của cái dữ liệu dạng JSON nó như thế nào. Thì như trên màn hình chúng ta thấy thì dữ liệu dạng JSON nó như thế này đây. Toàn bộ dữ liệu bên trong nó sẽ nằm trong cái cặp dấu mở đóng ngoặc nhọn này nhé. Toàn bộ dữ liệu sẽ được nằm trong cái cặp dấu mở đóng ngoặc nhọn. Và trong cái cặp này sẽ có từng cái object, sẽ có một hoặc là nhiều các object. Và các object được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy nhé. Và object ở đây có thể là sẽ có cấu trúc là một cặp key và value. Thì ở đây chúng ta hiểu key ở đây là từ khóa, là cái tên trường đấy, tên trường, định nghĩa của trường, và value đây là giá trị của trường đó. Chúng ta nhìn vào cái ví dụ bên dưới thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Đó là một cái dữ liệu dạng JSON thì có cái ID ở đây sẽ là key này, và dữ liệu ở đây là 1233212. Một số key khác như là name này, pickup location và left location. Đây là ví dụ dữ liệu trong một cái request gửi lên khi mà mình đặt một cái cuốc xe chẳng hạn, đúng không? Sẽ có tên của mình này và địa chỉ để tài xế đến đón và tài xế đưa đi đến. Thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì đấy là dữ liệu dạng JSON. Tiếp theo là sang dữ liệu dạng XML. Thì XML, bạn nào làm về HTML thì sẽ nhìn cái là sẽ thấy ngay, rất là quen thuộc, đúng không? Thì nó khác cái JSON là thay vì nằm trong cái cặp dấu ngoặc nhọn kia thì nó sẽ có cái cấu trúc là key, value và key. Thì cái định dạng của nó như trên màn hình các bạn đang thấy. Thì và các bạn nhìn thấy cái ví dụ bên dưới, cái dữ liệu ở bên JSON kia nó chuyển thành XML thì nó sẽ có dạng như cái hình trên kia. Cái hình chúng ta đang thấy đấy là thẻ mở là ID này, cộng với dữ liệu này là 1233212 đấy, cộng với thẻ đóng. Thì thẻ mở với thẻ đóng là viết giống nhau, và chỉ khác là cái thẻ đóng chúng ta có thêm một cái dấu gạch chéo ở trước. Tiếp theo là đến object tiếp theo là name và pickup location cũng như là left location, thì nó cũng tương tự thôi, đúng không? Đó, và bài hôm nay mình chỉ đơn giản vậy thôi. Và bạn nắm được cái định dạng hai cái loại dữ liệu này, và đặc biệt là về JSON, bởi vì là RESTful API chúng ta sẽ là JSON nhiều. Thì buổi học của chúng ta hôm nay dừng ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại và các bạn vào buổi học lần sau.